Này thiện hiện, 32 tướng đại sĩ bản tánh không, 80 vẻ đẹp phụ thuộc bản tánh không. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật, rõ biết các tướng vẻ đẹp phụ thuộc bản tánh không rồi an trụ tánh không, vì các hữu tình tuyên thuyết pháp bản tánh không như thế. Này thiện hiện, pháp không quên mất bản tánh không, tánh luôn luôn xả bản tánh không. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật, rõ biết pháp không quên mất tánh luôn luôn xả bản tánh không rồi an trụ bản tánh không, vì các hữu tình tuyên thuyết pháp bản tánh không như thế. Này thiện hiện, trí nhất thiết bản tánh không, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng bản tánh không. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật, rõ biết các trí bản tánh không rồi an trụ bản tánh không, vì các hữu tình tuyên thuyết pháp bản tánh không như thế. Này thiện hiện, quả dự lưu bản tánh không, quả nhất lai bất hoàn A-la-hán, quả vị độc giác bản tánh không. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật, rõ biết quả thanh văn thừa, quả vị độc giác bản tánh không rồi an trụ bản tánh không, vì các hữu tình tuyên thuyết pháp bản tánh không như thế. Này thiện hiện, tất cả hạnh đại Bồ Tát bản tánh không, quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật bản tánh không, đoạn trừ vĩnh viễn tất cả tập khí phiền não tương tục bản tánh không. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật, rõ biết các hạnh đại Bồ Tát Bồ Đề Niết Bàn bản tánh không rồi an trụ bản tánh không, vì các hữu tình tuyên thuyết pháp bản tánh không như thế. Lại nữa thiện hiện, nếu tánh của pháp không nội, bản tánh chẳng không. Nếu tánh của pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, bản tánh chẳng không, thì các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên vì các hữu tình nói tất cả pháp đều bản tánh không. Nếu nói như thế là hoại bản tánh không. Nhưng bản tánh không lý chẳng thể hoại, chẳng phải thường, chẳng phải đoạn. Vì sao? Vì lý bản tánh không không phương không xứ, không từ đâu đến cũng không về đâu. Lý không như thế cũng gọi là pháp tánh. Trong ấy không có pháp, không tụ, không tán, không giảm, không tăng, không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh. Tất cả pháp ấy vốn là tánh an trụ. Các đại Bồ Tát an trụ trong đó, cầu đạt đến quả vị giác ngộ cao tột, chẳng thấy các pháp có chỗ hướng đến, không chỗ hướng đến. Vì tất cả pháp hoàn toàn không sở trụ, cho nên gọi là pháp trụ. Các đại Bồ Tát an trụ trong đó, tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, thấy tất cả pháp bản tánh không rồi, nhất định đối với quả vị giác ngộ cao tột được bất thối chuyển.